quý vị và bà con, cây dứa được xem là một loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở nhiều vùng miền của nước ta. Tại Quảng Trị thì cây dứa được trồng tập trung với quy mô lớn, thâm canh và áp dụng kỹ thuật phủ bạt ni lông, kể cả trên những vùng đất cát bạc màu, nghèo dinh dưỡng của tỉnh này. Đây được xem là phương thức canh tác mới, nhiều triển vọng của người dân Quảng Trị. Xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị có cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với cây lúa, lạc, dứa và hoa màu. Hiện nay, cây dứa với đặc tính chịu hạn đã thích ứng tốt với vùng đất cát bạc màu nơi đây. Bằng biện pháp phủ bạt ni lông, người trồng đã giúp cây giữ ẩm, hạn chế cỏ dại cũng như những tác động xấu của thời tiết, đảm bảo cây sinh trưởng tốt cho năng suất cao. Đất kén cây trồng biến thành đất chết là cụm từ mà người dân ngao ngán mỗi khi nhắc đến cảnh làm nông trên những vùng đất hoang hóa ở xã Trung Giang, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Nguyên do cũng bởi cái khắc nghiệt của gió Lào cùng chất cát nghèo dinh dưỡng gây ra. Nhưng rồi cây dứa xuất hiện, bén rễ và đơm bông đã mang đến niềm hy vọng mới cho nơi này. Giờ đây một vùng rộng lớn đã được phủ màu xanh của dứa, mang theo đó là cả niềm hân hoan của bà con về sự đổi thay, vượt khó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trước kia đây là chỉ có một vùng đất trắng, chỉ có trồng được cây tràm thôi chứ không trồng được cây gì cả. Đây là mô hình dứa của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kết hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm thử nghiệm trồng dứa cây cát, trồng dứa trên cát, cát trắng và phủ bạt. Hiện nay cây dứa sinh trưởng phát triển tốt, hiện tại tốt. Hiện tại đây là hết cả 4 hectare là 10 hộ. Là loại cây thích ứng với môi trường khô cằn, khắc nghiệt, chịu hạn tốt. Nhưng trước đây, người dân Quảng Trị chỉ trồng dứa xen với các loại cây khác hoặc trồng ở bờ rào, cạnh mương để bảo vệ vườn nhà và lấy trái phục vụ gia đình, chứ không được xem là cây phát triển kinh tế hộ. Tuy nhiên, từ năm 2017, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Quảng Trị theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã triển khai biện pháp chuyển đổi cây dứa trong mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp để sản xuất và tiêu thụ dứa quả trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người sản xuất, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại những vùng đất cát hoang hóa của tỉnh này. Theo đó, dự án bắt đầu với mô hình trồng 10 hectare dứa trên đất cát. Trong đó, tại xã Trung Giang, huyện Do Linh, 4 hectare dứa bước đầu đã đơm bông đạt năng suất tốt. Nói chung, từ lúc trồng cho đến lúc chăm sóc thì cũng gặp rất nhiều vất vả. Nói chung, về thứ nhất là nắng hạn. Hạn về mùa nạm, hạn về cái chỗ của nền nhiệt đất do Lào của Quảng Trị này thì nó khắc nghiệt lắm. Rồi là thứ hai là nguồn nước tưới, thứ ba là phân bón. Lúc mà phân bón là từng cây một, mà từng bỏ từng gốc một thì nó lúc đầu cây nhỏ thì nó khỏe, mà sau này cây nó lớn phát triển lên rồi thì mình bỏ dài công lắm, nhiều công. Nhưng đến đoạn bây giờ thì nó có ra hoa thì coi như được phải 20/3 là đạt được là hy vọng rồi, có thể là hy vọng là đạt được vụ mua cỡ 8-90%. Thực hiện cái chủ trương tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp của chính phủ, thời gian qua thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân xây dựng cái đề án, cái kế hoạch để thực hiện có hiệu quả cái vấn đề tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp. Thời gian qua thì Sở cũng đã chỉ đạo chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang những cái mô hình, những cái cây trồng có cái hiệu quả cao hơn. Ví dụ như mô hình lúa chất lượng cao, mô hình một số cây dược liệu, rồi mô hình trồng dứa nguyên liệu, rồi mô hình rau sản xuất theo hướng an toàn. Đây là những cái mô hình mà có cái sự liên doanh, liên kết với các cái doanh nghiệp, vừa
để áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng cũng đồng thời giải quyết cái đầu ra cho nông sản phẩm cho bà con nông dân, nhằm sản xuất theo cái chuỗi để tăng cái giá trị thu nhập, để góp phần phát triển kinh tế cùng cả tỉnh. Và cái hướng sản xuất theo cái tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đây là một cái hướng mà thực hiện các cái biện pháp thâm canh một cách đồng bộ, thực hiện quy trình một cách nghiêm ngặt, đặc biệt là thực hiện để đảm bảo được cái vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Và trong cái vấn đề thích ứng biến đổi hiện nay thì chúng tôi cho rằng ngoài các cái biện pháp thâm canh tăng năng suất, thì cái việc sử dụng cái bộ giống tốt thích ứng với cái biến đổi khí hậu, đồng thời là sử dụng cái nguồn nước tưới để đáp ứng được cái vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay, nhất là những cái vụ mùa, nhất là hè thu, là cái nguồn nước không đủ dự trữ. Và chúng tôi cho rằng nếu sản xuất theo hướng này, vừa áp dụng khoa học kỹ thuật, vừa để thích ứng biến đổi khí hậu, đây là một cái hướng làm tiền đề cho cái vấn đề phát triển một cách bền vững lâu dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với các cái loại cây trồng nói chung. Win là giống dứa được lựa chọn để trồng trên vùng đất cát ven biển của tỉnh Quảng Trị, bởi đây là giống dứa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở Quảng Trị. Bằng cách trồng áp dụng phủ bạt ni lông kết hợp tưới tiết kiệm, người trồng vừa giúp cây giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, tiết kiệm nước tưới, tránh được những tác động xấu của thời tiết. Và sau một năm trồng, kết quả cho thấy cây dứa sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, đảm bảo yêu cầu mật độ, tỷ lệ ra hoa sinh lý chiếm hơn 50%, năng suất dự kiến 20-27 tấn trên 1 hectare. Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ Thực vật trồng trọt tỉnh, nếu tiếp tục xử lý cho ra hoa số cây còn lại, thì năng suất trồng dứa trên đất cát không thua kém nhiều so với trồng trên các vùng đất thuận lợi khác, tức có thể đạt từ 50 tấn trên 1 hectare. Phủ bạt trên cát này á, là chủ yếu là giữ độ ẩm cho cây, mà thứ hai nữa không cho cỏ để phát triển lên. Thì nói chung sau một năm thì gần một năm thì tôi khả là đánh giá về cái dứa này thì được khoảng 80%. Bởi vì đất tôi là đất cát nên cũng được chừng đó là đạt được nguyện vọng của người dân chúng tôi rồi. Một số cái mô hình lâu nay trồng sắn, trồng bắp, các cái loài cây khác nó không hiệu quả, thì hiện nay chúng tôi đã đưa các cái giống dứa Queen vào để trồng, có cái chống chịu, có cái tính khả năng chống chịu được với cái khí hậu nam nắng gió lao của Quảng Trị, và đã đưa các cái ứng dụng các cái công nghệ về tưới cũng như là bón phân hữu cơ, và hướng tới sẽ liên kết giữa nhà máy sản xuất xuất khẩu, phải về mở xây dựng một cái nhà máy tại Quảng Trị, để khi chúng ta mở rộng được cái diện tích để bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm cho bà con yên tâm mở rộng canh tác các cái diện tích đất trồng mà lâu nay kém hiệu quả, để nâng cao được cái giá trị gia tăng, cải thiện việc làm, nâng cao đời sống vật chất và góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Theo các chuyên gia, với giống dứa Queen trồng thâm canh trên các chân đất ở Quảng Trị, bình quân cho năng suất tối thiểu 35 tấn trên 1 hectare, ruộng thâm canh tốt có thể đạt trên 50 tấn trên 1 hectare, với giá 4.000 đồng 1 kg, cho thu nhập từ 140-200 triệu đồng trên 1 hectare, sau khi trừ chi phí khoảng 80 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, bạc phủ, công làm đất, chế phẩm xử lý, ra hoa tập trung, người trồng sẽ còn lại từ 60-120 triệu đồng trên 1 hectare. Đây là một khoản thu nhập cao đối với nông dân Quảng Trị. Để canh tác dứa đạt năng suất tối đa, các nhà khoa học khuyến cáo người trồng cần chú ý đảm bảo các khâu chăm sóc, bón phân cân đối. Cụ thể, theo nghiên cứu của một số nhà khoa học, cây dứa cần nhiều dinh dưỡng từ khi cây bắt đầu tăng trưởng cho đến khi thu hoạch trái. Kali là chất dinh dưỡng cần thiết nhất của cây dứa. Vườn dứa có năng suất 55 tấn trái trên 1 hectare sẽ cần huy động chất dinh dưỡng như sau: 205 kg đạm, 58 kg phân, 393 kg kali, 120 kg canxi oxit và 42 kg magie oxit. Như vậy, cây đã huy động nhiều kali, đạm và canxi. Với chất đạm, hiện nay không bón riêng lẻ đạm mà thường kết hợp đạm với kali, vì đây là hai nguyên tố chính cho cây dứa. Chất lân, vào đầu mùa nắng gắt, ở đất thiếu lân, cây cho trái có màu vàng, đặc biệt là vàng ở chóp trái và có thể khô hẳn trên ngọn. Ở giai đoạn 3 tháng sau khi trồng, nếu được cung cấp chất lân thì số lá tăng nhiều hơn. Chất kali,
Cây dứa có khả năng hấp thu nhiều kali ở giai đoạn tăng trưởng, chính hàm lượng đạm hấp thu sẽ quy định nhu cầu kali. Việc bón cân đối giữa đạm và kali rất quan trọng, quyết định sự sinh trưởng và năng suất của dứa. Chất magie, vai trò của magie là vận chuyển chất hữu cơ trong cây. Triệu chứng thiếu magie thường xuất hiện từ tháng thứ 6 sau khi trồng với biểu hiện lá bắt đầu héo nhanh. Canxi. Canxi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trọng lượng trái, là dưỡng chất làm gia tăng năng suất dứa. Ngoài ra, thiếu canxi còn làm bộ rễ bị suy yếu và chồi thường phát triển không bình thường ở mùa gốc. Song song đó, người trồng cũng cần chú ý cách bón phân để dứa đạt năng suất cao. Bón nhiều lần để thường xuyên thỏa mãn nhu cầu của cây. Vụ tơ bón 4 lần một vụ, còn vụ gốc bón 3 lần một vụ. Bón cân đối các chất dinh dưỡng để trái có phẩm chất tốt và đạt năng suất cao, bón đồng bộ đạm, lân, kali và canxi. Bón đủ lượng dưỡng chất, nhất là trên đất nghèo dinh dưỡng. Áp dụng kỹ thuật bón thích hợp, sau khi bón phân nên tưới nước vừa đủ để làm tan phân, không tưới nước dư thừa để làm trôi phân. Đây là vì trồng trên một đồi núi cao, trên đồi đất cát cao, thì mưa là tốt. Mưa là cây phát triển tốt, thì lúc trồng thì mình bỏ phân lót và phân chuông. Đến là sau là đến là 6 tháng là mình bỏ thuốc lần 1. Tôi đến là đầu tháng 2, đầu tháng 2 là phúc lần 2. Nói chung là quy trình thì là còn đi cứ tưới nước thì 4 ngày tưới một lần nước. Một lần là tưới là 2 tiếng. Công suất là máy 5 kW. Mô hình dứa thành công sẽ là bước tiến của ngành nông nghiệp Quảng Trị, có tác động lớn đến sinh kế của người dân vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị. Dự kiến đến năm 2020, Quảng Trị sẽ quy hoạch khoảng 1.000 hectare trồng dứa nguyên liệu cho nhà máy. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng phương án, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với liên kết 4 nhà trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dứa quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Có thể nói, liên kết 4 nhà để hỗ trợ cho người dân sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, giúp người dân vượt khó, làm giàu trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng nơi đây. Thưa quý vị, thưa bà con, kết quả bước đầu cho thấy cây dứa hiện thích nghi và phù hợp với đất đai, khí hậu khắc nghiệt tại nhiều vùng khác nhau của tỉnh Quảng Trị. Với sự liên kết giữa 4 nhà là nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp, mô hình hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao, từng bước thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập, giúp làm giàu cho nông dân tỉnh này. Với việc chọn cây dứa để phát triển vùng nguyên liệu sẽ là động lực thúc đẩy các địa phương của tỉnh Quảng Trị nhân rộng mô hình nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Cái đặc tính thổ nhưỡng của cái vùng đất cát ven biển này là đây là một cái vùng cát trắng mà trước đây là hầu như là không trồng được bất cứ những cái cây hoa màu nào khác, mà chỉ có một số những cái cây tràm là người ta trồng và ở đây, còn là trước đây là hầu như không có cái cây hoa màu gì mà bà con có thể là trồng được, do cái điều kiện đất cát trắng nghèo dinh dưỡng. Và đặc biệt đến mùa nắng nóng gió Lào thì đi đất cát ở đây là đi nóng bỏng chân, cho nên là với điều kiện nắng hạn là không có cái cây trồng nào mà có thể là sinh trưởng phát triển được ở cái vùng đất cát này. Đặc tính của cây dứa thì đây là một loài cây trồng mà có khả năng chịu hạn rất là tốt và chịu được cái điều kiện dinh dưỡng kém, mà giống như là cái điều kiện đất cát như thế này, cây dứa thì cây chịu úng kém nhưng mà chịu được cái điều kiện nắng hạn rất là tốt. Với điều kiện của đất cát nắng gió Lào như thế này, nhưng mà có phủ bạt và có hệ thống tưới thì cây dứa nó vẫn sinh trưởng và phát triển. Hiện tại thì dứa là đã ra hoa. Về cái mô hình trồng dứa trên đất cát này thì khi triển khai thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là cái giai đoạn mà trồng dứa là bắt đầu vào mùa nắng. Cho nên là cái đất cát rất là nắng nóng, với điều kiện là vừa mới phong hóa cái tràm cái keo, cho nên là khi bà con triển khai trồng thì cũng rất là băn khoăn lo lắng,
nhất là lượng phân bón mà bổ sung vào đất thì cũng phải là nhiều, bởi vì đây là đất cát trắng. Thứ hai nữa là phải lắp đặt hệ thống tưới. Thứ ba nữa là phải là phủ bạt, cho nên là cái công bà con bỏ ra cũng khá là nhiều. Cái việc phủ bạt thì rất là hiệu quả, đó là vừa giữ phân, vừa là hạn chế giữ được cái độ ẩm cho đất, vừa hạn chế cỏ dại. Cho nên là hiện tại thì cây dứa đang còn sinh trưởng và phát triển tốt và đang còn ra hoa. Trong quá trình trồng dứa thì cần có một số cái lưu ý, đó là cái khả năng chịu úng của dứa rất là kém. Cho nên là chọn đất để trồng dứa thì không nên chọn ở những cái vùng mà bị ngập úng, mà nên chọn ở những cái vùng cao. Bởi vì khả năng chịu hạn của cây dứa rất là tốt, cho nên chọn những cái vùng cao mà nếu như có hệ thống tưới thì rất là tốt. Còn nếu như không có hệ thống tưới thì vào mùa nắng nóng là những cái đất mà cát trắng như thế này thì cây dứa nó sẽ rất là khó. Cho nên mùa hè thì có hệ thống tưới, còn đối với mùa mưa ở những cái vùng đất cao thì cũng không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây dứa. Nhưng nếu như mà cây dứa bị ngập úng thì chắc chắn là cây nó sẽ bị chết, không hiệu quả. Thưa quý vị và bà con, thời gian qua chương trình Canh tác thông minh nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và bà con. Để chương trình ngày càng hay hơn và sát với tình hình thực tế sản xuất của bà con trên cả nước, Ban Cố vấn, Ban biên tập chương trình rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới cũng như các cách làm hay có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc có thể gọi về tổng đài 1900 1773. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái được nhiều người yêu thích với hương vị thơm ngon, béo ngậy. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc chỉ cần không đúng cách, trái sầu riêng sẽ rất dễ bị sượng muối, từ đó làm giảm giá trị thương phẩm. Hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long, các nhà vườn đã chủ động tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp khắc phục hiệu quả hiện tượng này. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh tuần tới.